Vehicles collection. Name and sound. Police car. Ô tô cảnh sát là một phương tiện thiết yếu trong việc duy trì an ninh và trật tự xã hội. Chúng thường được trang bị đèn nháy và còi để dễ dàng nhận diện trong các tình huống khẩn cấp. Ô tô cảnh sát không chỉ được sử dụng để tuần tra, mà còn tham gia vào các cuộc truy đuổi tội phạm và cứu hộ trong các tình huống khẩn cấp. Bullet. Xe bò, hay còn gọi là xe kéo bằng bò, là một phương tiện giao thông truyền thống được sử dụng rộng rãi ở nhiều vùng nông thôn, đặc biệt là ở các nước đang phát triển. Với thiết kế đơn giản, xe bò thường được chế tạo từ gỗ và được kéo bởi một hoặc hai con bò. Bicycle. Xe đạp là một trong những phương tiện giao thông phổ biến và thân thiện với môi trường nhất. Với thiết kế đơn giản, xe đạp không chỉ giúp người sử dụng di chuyển một cách dễ dàng mà còn mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe. Việc đạp xe thường xuyên giúp cải thiện thể lực, tăng cường sức bền và giảm stress. Jeep. Jeep là một loại xe địa hình nổi tiếng, được thiết kế đặc biệt để vượt qua những địa hình khó khăn như đồi núi, bãi cát hay đường đất. Với cấu trúc chắc chắn, khả năng dẫn động bốn bánh và khoảng sáng gầm cao, Jeep trở thành lựa chọn lý tưởng cho những cuộc phiêu lưu ngoài trời. Train. Tàu hỏa là một trong những phương tiện giao thông quan trọng và hiệu quả nhất, đặc biệt trong việc vận chuyển hành khách và hàng hóa. Với khả năng di chuyển trên những khoảng cách dài, tàu hỏa giúp giảm ùn tắc giao thông và ô nhiễm môi trường so với ô tô. Van. Xe van là một phương tiện giao thông đa dụng, thường được sử dụng để chở hàng hóa hoặc vận chuyển nhóm người. Với thiết kế rộng rãi và linh hoạt, xe van rất phù hợp cho các công việc như giao nhận hàng, du lịch gia đình hoặc thậm chí là các hoạt động thương mại. Auto rickshaw. Xe tuk tuk là một phương tiện giao thông phổ biến ở nhiều thành phố châu Á. Với thiết kế nhỏ gọn và khả năng di chuyển linh hoạt, auto rickshaw rất thích hợp cho việc di chuyển trong các khu vực đông đúc, nơi giao thông thường xuyên bị tắc nghẽn. Unicycle. Xe đơn bánh một phương tiện giao thông độc đáo và thú vị, chỉ có một bánh xe. Với thiết kế đơn giản, unicycle thường được sử dụng cho các hoạt động biểu diễn, thể thao và giải trí. Người điều khiển phải giữ thăng bằng rất tốt để có thể di chuyển một cách linh hoạt. Ambulance. Xe cứu thương là một phương tiện giao thông khẩn cấp thiết yếu, được thiết kế đặc biệt để vận chuyển bệnh nhân và cung cấp chăm sóc y tế ngay tại chỗ. Với đèn nháy và còi, xe cứu thương có thể di chuyển nhanh chóng qua các con đường đông đúc, giúp rút ngắn thời gian đến bệnh viện trong các tình huống nguy cấp. Car. Ô tô là một trong những phương tiện giao thông phổ biến nhất trên toàn thế giới, được sử dụng rộng rãi cho việc di chuyển cá nhân và gia đình. Với nhiều kiểu dáng và kích thước khác nhau, ô tô có thể đáp ứng nhu cầu đa dạng của người dùng, từ xe nhỏ cho đô thị đến xe SUV cho những chuyến đi dài.
Camper van. Xe van cắm trại là một loại xe đa năng được thiết kế để phục vụ cho những chuyến du lịch và cắm trại. Với không gian nội thất rộng rãi, camper van thường được trang bị giường, bếp và nhiều tiện nghi khác, giúp hành khách có thể sống và nghỉ ngơi thoải mái ngay trong xe. Motorcycle. Xe máy là một phương tiện giao thông phổ biến, được nhiều người ưa chuộng nhờ tính linh hoạt và khả năng di chuyển nhanh chóng. Với thiết kế nhỏ gọn và trọng lượng nhẹ, xe máy rất thuận tiện cho việc di chuyển trong các khu vực đông đúc, giúp người lái dễ dàng vượt qua ùn tắc giao thông. Mini bus. Xe buýt mini là một phương tiện giao thông rất phổ biến, thường được sử dụng để chở nhóm người trong các chuyến đi ngắn hoặc cho các dịch vụ vận chuyển công cộng. Với thiết kế nhỏ gọn, xe buýt mini có thể chứa từ 10 đến 30 hành khách, làm cho nó trở thành lựa chọn lý tưởng cho các gia đình, nhóm bạn hoặc những chuyến du lịch ngắn. Fire truck. Xe cứu hỏa là một phương tiện thiết yếu trong việc ứng phó với các tình huống khẩn cấp, đặc biệt là trong các vụ cháy. Được thiết kế đặc biệt, xe cứu hỏa thường trang bị nhiều thiết bị chuyên dụng như vòi phun nước, bể chứa nước và các công cụ cứu hộ như thang và cưa. Sports car. Xe thể thao là một loại ô tô được thiết kế đặc biệt để mang lại hiệu suất cao và trải nghiệm lái xe phấn khích. Với kiểu dáng đẹp, khí động học và động cơ mạnh mẽ, xe thể thao thường có khả năng tăng tốc nhanh và vận hành trên những đường đua hoặc đường cao tốc một cách dễ dàng. Shuttle bus. Xe buýt trường học là một phương tiện giao thông thiết yếu trong việc đưa đón học sinh. Với thiết kế đặc biệt, xe buýt trường học thường có màu vàng đặc trưng và được trang bị nhiều ghế ngồi an toàn, giúp đảm bảo sự an toàn cho trẻ em trong suốt hành trình. Airplane. Máy bay là một trong những phương tiện giao thông hiện đại quan trọng nhất, giúp con người di chuyển nhanh chóng qua các khoảng cách xa. Với khả năng bay trên không, máy bay có thể vượt qua đại dương, núi non và các vùng địa lý khác chỉ trong thời gian ngắn. Tàu điện từ kính. Maglev là một trong những phương tiện giao thông tiên tiến nhất hiện nay, sử dụng công nghệ từ trường để di chuyển mà không cần tiếp xúc với đường ray. Nhờ vào nguyên lý đẩy và kéo từ trường, tàu maglev có thể đạt tốc độ rất cao, thường lên tới 500 km/h hoặc hơn.